Xin chào anh chị và các bạn. Trước mắt anh chị và các bạn đây là chiếc máy xúc đào Lusan DX300LC mà công ty của chúng tôi mới nhập về. Như anh chị và các bạn đang thấy thì máy đang còn khá là đẹp. Sau đây tôi sẽ quay tổng quan chi tiết về cái sản phẩm để anh chị và các bạn được theo dõi. Quý công ty hoặc anh chị nào mà có nhu cầu về sản phẩm hoặc là có những thắc mắc thì xin liên hệ theo cái số điện thoại của chúng tôi là số 0989 836 552 thì chúng tôi sẽ giải đáp mọi cái thắc mắc của quý công ty và anh chị. Hiện nay thì công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối các cái dòng máy xúc cải đào hiệu Lusan, Hyundai, Volvo từ máy 55, máy 300, máy 300 gầu từ 0,3 cho tới 1,2. Nhằm phục vụ quý khách hàng thì công ty chúng tôi đang có nhiều loại máy để đáp ứng mức nhu cầu đầu tư cũng như là túi tiền của quý công ty và anh chị. Vì vậy là nếu anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Đây là cái khoang cabin, hệ thống điều khiển nút bấm đang còn khá là rõ ràng.
quý công ty hoặc anh chị nào mà có nhu cầu về sản phẩm thì xin tới trực tiếp kho bãi của chúng tôi để kiểm tra thử máy. Tin về sản phẩm thì quý khách hàng xin liên hệ theo cái số điện thoại là 0989 836 552 để được chúng tôi tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm.